Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình sẽ hướng dẫn cho tất cả anh em tham gia machine để góp nhận 10 top cần rep cực khoảng 50 đô đã list sàn Bankake Swap các bạn. Để tham gia giải hôm nay mình click link mô tả mà tham gia muốn start chatbot các bạn. Con này nó chạy trên nền tảng BNB Smart Chain các bạn. Tiếp tục thì các bạn cho kênh group kênh seller này các bạn. Chấm follow nè. Các bạn mới đáp lên các bạn. Các bạn cho tiếp kênh group dùng để nhấn chat nữa nghe không? Rồi tiếp tục các bạn mới đáp lại. Rồi các bạn copy cái hát tan này nghe không? Lai ra VPNet. Rồi copy cái hát tan này các bạn nhấp vào follow Twitter nghe không? Giờ các bạn theo dõi nữa các bạn. Rồi các bạn like về bài nha các bạn. Bankake Swap DP2B nữa các bạn. Rồi các bạn đáp lên các bạn. Chính dẫn cho tờ quýt này các bạn. Các bạn copy cái ta nó vào các bạn. Rồi các bạn test lại. Rồi tiếp tục thì các bạn follow, share, copy. Rồi tiếp tục thì bạn subscribe cái tiết này các bạn. Bạn nào chưa có tài khoản cái tiết thì đăng ký một cái tài khoản cái tiết đi các bạn. Cái đấy thì các bạn chỉ follow thôi các bạn. Rồi các bạn đáp lên các bạn. Rồi các bạn subscribe YouTube nè các bạn. Rồi các bạn subscribe kênh YouTube nè các bạn. Rồi follow Facebook nè các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn visit website các bạn xem qua website của nó các bạn. Con này chạy trên tảng BET20 nè. Cuốn sát của nó tổng cung có 1 triệu token, 100 triệu token. Con này đang trong trình bán phi sao 1 token 1 đô nữa các bạn, 2 đô, 2, 3 đô. Có go map này là mặt giá nó khá là ngon nha các bạn. Rồi bạn mới đáp lên nè. Rồi các bạn bấm vào khen lắc, khen lắc nha các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn điền địa chỉ email của mình nha các bạn. Phan các bạn bên website nó đâu có kêu mình ấy đâu. Phan các bạn chờ xíu. Rồi tiếp tục các bạn điền địa chỉ email của mình nha các bạn. Tiếp tục thì các bạn follow và like và tờ quýt and follow inter. Gửi lại một cái link tờ quýt hồi nãy nha các bạn. Các bạn copy hát tát nha mọi người. Rồi các bạn like nè các bạn chỉ dẫn cho tôi quýt lên nha mọi người. Test lại hát tát này nè. Rồi bạn test lại nè. Rồi mới đáp lại nha mọi người. Rồi bạn nhấp vào qua bên gạch cùng nó nhấp vào hồ sơ nữa các bạn. Qua tờ quýt cho là... cho
Rồi các bạn bấm vào chia sẻ tôi quyết hồi nãy nha các bạn. Các bạn sao chép liên kết này bạn. Rồi các bạn mới đáp lại các bạn ở chỗ bot này bạn. Rồi bạn gửi cho bot nha bạn. Tiếp tục thì subscribe inter channel name thì các bạn nhấp vào kênh YouTube của mình nha các bạn. Ngọc Anh MMO nha các bạn. Ngọc Anh MMO các bạn gửi cho bot này bạn. Tiếp tục các bạn gửi địa chỉ VBET20B/BSMATCHAIN, các bạn có thể dùng địa chỉ với chút wallet. Dùng địa chỉ NH với chút wallet này bạn. Các bạn copy này. Rồi. Gửi cho bot này bạn. Nhấn vào các bạn gửi cho bot này bạn. Tiếp tục các bạn bấm don nha bạn. Balenci mình đã nhận được 10 top căn này bạn. Mà chưa phân phối gì dí mà địa chỉ mình các bạn. Rồi bạn bấm vào một ghép phơ nữa. Bạn lên ghép chia sẻ cho bạn bè và người thân mà được ghép, các bạn sẽ nhận được 5 top căn các bạn. Sau khi chương trình này góp này nó kết thúc, nó sẽ phân phối tự động phân phối tôi cần về dí cho tất cả các bạn nha bạn. Vậy mình cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình. Chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn những video tiếp theo của mình nha.